Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã dần được kiểm soát. Người dân tại các tỉnh thành khi quay lại thành phố sinh sống, làm việc, học tập sẽ được tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo sức khỏe cũng như góp phần tăng độ bao phủ, tạo miễn dịch cộng đồng. Theo đó, người lao động ở các tỉnh khi tới cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine ngay hoặc tiêm tại địa phương nơi tạm trú hay xí nghiệp mà người lao động đang làm việc. Ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp chủ động đưa phương tiện về quê đón lao động lên thành phố làm việc. Ông cho biết người lao động quay trở lại thành phố nếu chưa tìm được việc làm hay muốn tìm việc làm mới thì có thể trực tiếp tìm tới các trung tâm dịch vụ việc làm. Trong đó có hai trung tâm lớn là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên.